trong thâm tình của Đức Địa Mẫu Đại Từ Tôn, đấng tạo hóa thiên từ hỗn độn sơ khai bàn cổ. Nay vì động lòng thương cho nên Đức Mẫu Từ mới lên tiếng kêu gọi các con của Mẫu trên cái cõi trần gian thấm đượm cái nghĩa tình mẫu tử thiêng liêng, mà hãy gắng tu nhân học Phật mỗi ngày mỗi tháng, như hoa nở hoa tàn mây đổ xuân trần gian dòng nước chảy xuôi. Thương tất cả tử linh cho nên kim bàn ngọc lồ khai ân quá diêu trì kim mộ lập đạo tràng phúc hạnh hội long quang, lửa tưởng người con của mẹ đúng đạo tâm lành dồi trao đức tánh để đưa các con ấy trở về nơi chốn vị cũ quê xưa. Tâm trí nguyện hỡi các Phật tử bốn phương, hãy nhớ đến nguồn cội, hãy nhớ đến tình mẫu tử, trời cha, mẫu mẹ, thầy là mười phương chư Phật. Trong đời tất cả các nữ nam trên mọi miền thế tục lập hạnh một kỳ thi chót, trên tay của các Phật tử ai cũng có một bài thi, một bản thiên tình ca bất tử đạo tâm linh dồi mài. Cho nên hôm nay diêu trì cung mẫu hoàng ẩn sắc chiếu diệu quang minh cũ dị tiên nương hạ trần cứu độ nhân sinh, tâm chí nguyện thánh đức tân dân cầu mong cho tất cả Phật tử nghe pháp của mẫu tu hành gắng kiên trì để giải thoát màn ba nay sắp hết rồi. Nam mô diêu trì địa mẫu đại từ tôn. Chốn thiên đình mẫu hoàng chứng chiếu, hỏi tám kỳ tìm con tử hiếu. Bao la tình mẹ đại từ, đổ trăng miền khắp cả bốn phương. Tình của mẹ cao thâm, thương con cuộc thế gian, cuộc sống trần ni bao cánh dập dồn. Nên mẹ gọi kêu đàn con hãy gắng lo tu lập đức chiên cần, để trọn phần chí nguyện tâm linh. Kỳ đại hội long qua chí tâm linh các con dựng xây, vẹn tâm tu mới gặp được mẹ thầy. Chỉ nguyện cho xong đạo đức gắn vững gầy, lập đức bồi công dùng tình thương cho tròn tâm đạo. Sớm tối cùng chiều giả mi mèo con
đức ân. Quan chót này đây, mẹ truyền các con dựng tâm lành chí nguyện. Bầu ngọc diêu cung còn gan trở quy hồi. Màn chót con ơi, đại hội long hoa lửa tuyển người tài. Lửa người hiền độ phước lành, trọn đời vẹn phần đức tin. Giảng sự quyền chi mẹ độ sanh linh, đứa con của mẫu trở quy hồi. Đặng cao dồi vị cũ ngồi tiền. Tình mẫu độ vô biên, thường chúng con mẹ dạy phước duyên. Gan đi con, màn chót đã hết rồi. Thành giả thành tâm thành lòng con đường đạt. Mai sau con gặp mẫu hoàng nơi thiên đàng chứng độ tử linh. Nói rằng đại hội long hoa lửa tuyển người con trai tài gái hạnh, cho nên đức mẫu hoàng mới dạy đạo khắp cả trần ni. Cái đại hội này mẫu mong sao cho tất cả chúng sinh vẹn phận tâm linh nhân đạo, học hành theo cái lý Phật tâm trọn lòng chí nguyện. Trước tu nhân học Phật để mà đại hội này có mặt, có tên có tuổi các con ở trên chính bệ Ngọc Đình. Thương các con cho nên cái hội chót kêu gọi tàn linh. Tâm các con phải trong sạch như pha lê, tỏ xoen chính phẩm mẹ đề cũng tiên. Đại hội này các con phải gan vượt qua thử thách để tu hành cho đắc đạo, có thành công viên mãn dứt liền trên cái ngồi sinh tử trong lục đạo khổ thân. Cho nên mẫu gọi kêu các con linh tử linh căn khắp mọi miền thế tục, sứ mạng đồng đồng các con tiến hóa từ tâm linh chân pháp. Vững tâm trôi rèn đường đi một bước cũng đến, mà kiên trì cũng qua. Mấy vạn năm mới có một hội này đó các con. Cho nên mẫu nhắn rằng mấy ức niên mới xây từng cũ phẩm, đưa linh trần trở lại gót son sen. Trễ hội này các con chịu phàm gian,
tỷ ức năm mới khó về nơi kim khuyết. Cho nên mẫu kêu rằng các con gắng kiên trì, phải vẹn lòng vẹn nghĩa, tam can ngũ thường đạo đức nhân luân, dâu hiền trái thảo, trọn phận tại gia đình với tổ tông, thì các con mới mong cái đại hội này trời mới chứng, Phật mới ban. Mẫu đưa các con về bỉ ngạn mới thẳng sông niết bàn, tiêu diêu miền cực là diêu trì địa mẫu đại từ tôn. Mẹ ngồi ngọc đình trong ông, mỗi ngày thương con cõi thế, mấy đồ quá tàn mà linh thần các trẻ chưa về quê. Tam kỳ mẫu bàn thánh đức tân dân, đại hội long quang mẹ kêu các con sắm sửa quay về. Trần thế còn đâu vững tâm lành sao chuốt, mấy đồ quá tàn cả con trần gian chỉ nguyện tâm linh. Mẹ chờ đợi ngọc dinh nơi chốn tiên cung, mong các con trai gái quay về. Mới đặng bình an cửa thánh cung trời, một chiến con ơi, chiến đò chiều mẫu chờ con trột, chớ trễ chiến này để vạn ngày cách mẹ cung tiên. Mẹ gọi con tu để lo xong đường nhân duyên đại đạo, chánh pháp kỳ ba trọn lý nhiệm màu. Dựng bản ghi tên mẹ muốn các con có bạn đứng đầu, sắp đến ngày trụng phụng trong lòng của mẹ nôn nao, mà cõi thế gian các con tính làm sao. Sanh ly tử biệt cõi vô thường, có một không hai hỏi này con phải gán. Nếu có phải trông chờ mấy tí ngày gặp mẹ khó khăn. Tiếng thở dài thương con gia diệt, dạy con trần tâm linh thảm thiết.
trong khổ lụy ta bà, nở hồng tần các trẻ lỡ tạo gây. Còn phải chịu đắng cay, thương chúng con mẹ mới hoằng khai chân lý đạo, con trẻ gan đắp bồi kề cho quân ba lòng thành tử hiếu. Con khâu khiếu cho tròn để cung đình gặp mẹ bồng lai. Cuộc sống đời khó khăn, nhìn các con sống giữa nghiệp duyên, mang gánh nặng đau khổ lấy phiền. Sanh tử trần gian cứ mãi đắm chìm, đến tuổi xuân xanh rồi trần gian tuổi già khi tóc bạc. Mấy độ xuân về rồi hạ tàn thảm thiết trần ai. Mãi mãi đắng cay các con chữ chôn vùi trong nghiệp duyên cõi tộc. Này tao gỡ đi con đến hội cộng đồng, để khỏi tử sanh khỏi lanh quanh trong sáu cõi ba đàn. Đình mẫu hoàng mẹ chân lòng, con nào có nghĩa có duyên, mẹ sẽ đưa con về tận non tiên. Cho con đi sang tâm lành, đạo đức dày trí nguyện lập công. Giờ đến cảnh lòng đồng, thương con tận chốn hư không, mẹ dạy cho con lý đạo xuôi dòng. Sanh tử liên miên dòng đời trong quan trai, bao la tình mẹ duy trì độ tam kỳ cho các trẻ thành công. Cái nghĩa là cái ân tình cao cả, thiêng liêng là một khối tình bao la rộng cả khắp tam thiên. Duy trì địa mẫu chúa muôn dân, tạo hóa thiên quyền thiên Phật màu. Các con đã biết được mẹ thì làm sao trong cái cõi đời này các con phải đáp một thâm tình trọn phần, để cho các con vẹn đạo tâm hồn sâu sắc. Bởi vì các con xa nhà đã qua lâu, cho nên các con quên đi mẹ
quên đi tổ thầy gốc cội. Sống giữa trần miền cứ tô điểm trong vật chất phù hoa, mà cái đại hội này là đại hội cho sợ các con chịu bôn ba giữa dòng trần tục. Cho nên mẹ mới khơi lại một cái dòng tình thiêng liêng bất tử, để cho xuôi nguồn mới đổ hết khổ sầu đến dương tục của các con. Nay lệnh mẫu hoàng chiếu diệu trần gian, gọi kêu các linh tử mau mau dự hội long qua đã đến rồi. Lửa người tài đức, lửa người thiện nhân, lửa người nhân đạo vẹn phận, lửa người tam can ngũ thường, chánh phận nữ nhi, chánh tâm nam nhi hiếu trung vẹn phần. Đồng các tử linh gần xa bồi đắp tám màn, nhất nguyện đi các con đừng sai lệch trên cái dòng khổ tục nữa các con ơi. Mẹ đã mở ra pháp màu, nếu các con thấy mến hợp tu tâm vẹn phần đức hành thì các con mới trở về gặp mẹ bồng lai tiên cảnh. Gia diệt mây giảng năm mùa thu mới la đổ mây bận rồi con, mà biển biệt xa xôi bóng hình các con còn phức giữa bụi trần. Ngài mẹ đã quyết định tìm các con trở về nơi trong cung quê bồng lai chính phẩm. Cho nên các con nào đủ duyên với mẹ gắng tu nhân học Phật đi con, để các con mới sửa chữa lại mình từ cái xấu thành cái tốt, từ cái sai trọn phần cái trúng, để các con đảm nhiệm được tâm linh từ trí huệ sang suốt của các con. Phật tâm đều đầy đủ trên cái nhân duyên tại trần hồng. Sợ các con khổ chơi chơi giữa dòng quán tay, cho nên mẹ mới nhắc lại nhắc đi, tìm con mới thủ thị nghĩa mẫu tử thăm tình. Cho nên mẹ mới dạy đi dạy lại đôi lần, mà lần này là lần chót trong đại hội tiên thân. Mấy dạng ức niên mới gặp được mẹ kim bàn giao trưởng, cho nên cái cơ hội này mong các con thanh đức bình an, đạo tâm dồi mài tinh tấn, để thành đạt được một cái cơ duyên tam kỳ. Các con ơi, mẹ mong mỏi rằng kỳ chót này các con phải trở về với nguyên quan thanh tịnh, dứt trừ phiền não, đoạn diệt tiêu trừ hết cái nghiệp chướng đã từ lâu. Mẹ mong các con kiên trì
đắc tâm đắc quả đắc lòng. Tam ơn này mẹ đã cạn lời giải dỗ, mong các con giác ngộ, hãy lo trọn phần để dồi mài tinh tấn làm lành lánh dự, ý lời mẹ dạy đừng sai. Mẫu tử tình thâm đem câu quyết mạch chỉ cho con một con đường cuối cùng, để cho các con đi cho vẹn phần tâm lành chí nguyện. Diêu trì kim màu đại từ tôn, mở khai hồng ân đưa cho linh tử chiên đò chót, tâm thành gặp mẹ chốn thiên cung. Diêu trì tạo hóa quyền thiên đại từ tôn chứng minh. Hỏi này kỳ ba chiến chót, dương trần các con còn mót, ai ai cũng được đắp bồi, ai ai cũng được về tòa long qua. Cơ hội này không xa, ráng đi con nghe mẹ thiết tha. Tu nhân học Phật theo chân lý mẹ dạy truyền, tham thiết thương con cần miền gây nghiệp chướng. Hôm nay con gắng nguyện lòng, nghiệp tận miền chớ tạo đừng dài. Không tạo không dài, gắng lạc trai tìm phương hướng để thoát từ nơi mình. Chí nguyện chí tâm trọn phần đạo lòng, mẹ độ cho con sớm cùng chưa tầng miền con vẹn phần. Lấy đức tầng miền đức thắng tài vẹn phần tu tiên, giảng pháp thiên liên mẫu chỉ mong con dũng lòng son chân thật, để được phong danh nơi trụ phẩm sen vàng. Tiên đạo cung chi mẹ dùng quyền cơ độ hộ khách dương trần, băm phím đàn độ phụ. Hỏi này chỉ nguyện dân du, đại hội cung di độ hộ những con tu. Mũi dừa bồi đắp đặng vẹn bề, để sau này thọ chốn thảnh thề. Còn gì nữa đâu con, mà các con cứ mãi
sầu lo, trên chướng nghiệp cay đắng mỗi phần. Mẹ dạy giờ đây là lời cuối, để các con trở về xây đạo đoàn vẹn phần hiếu trung. Bóng hình các con mẹ thương nhớ, bao năm dài tình thiêng liêng muôn thuở. Nghĩa mẹ tình đời, đạo đức lành gian dậy khắp nơi. Tạo quá thiền đã từ lâu, mẹ xót thương con trên nghiệp chướng dương gian cõi tục đỏ đài. Nên mẹ gọi kêu thiên tình tham thiết, mong các con mỗi loài vững tâm lành trí nguyện thế gian. Vạn vật mẹ sanh ra chủ quyền thiên trên mẫu nghi mẹ tạo con thờ. Nhân thế nhân tâm vẹn đạo cuộc đời, bầu sữa thiêng liêng mẹ muốn cùng con trở về nơi vị cụ. Hai chữ đắp bồi để vẹn phần nhân đạo luân tâm. Nhờ anh du di mẹ quá truyền khai đạo phù cho con tộc. Nghĩa mẫu tình thương trải khắp muôn loài, cố gắng đi con phải lo xong đừng để giả bồi hồi. Đạo giới đời mẹ độ đời, thiên tình mẫu từ bao la. Vì sao con nghiệp chướng bốn ba, nên nay mẹ nhắc để con tường. Cuối hội này con mới đặng thành công. Kỳ chót lòng đồng thương chúng con trí huệ chưa minh, nên nghiệp thế gian quay bo lấy mình. Mẹ chỉ mong sao từ đây con hết khổ, minh minh chánh đạo tam kỳ, đức mẹ hiền hộ độ chúng sanh. Nói mãi là nói chừng nào mới hết nguồn mạch huyết.
nói cho đến khi cái đại hội tàn, các con về với chị cũ mới an. Cho nên mong các con trong các đạo đàng giữ làm sao cho tròn câu quyết mạch. Chị ngã thì em nâng, em ngã thì chị nâng, tất cả các con đều một bầu sữa mẹ. Cho nên đừng có câu co với nhau, hãy cùng thương yêu cho vẹn tình tại tục. Con ơi, mẹ thương các con bao nhiêu thì các con phải dũng tình thương của mẹ mà rải khắp cho muôn phương bấy nhiêu. Đừng có ích kỷ ỷ lại, các con đồng tất cả nữ nam, các con có đủ trí huệ thì hãy thương cho những người chưa có trí huệ, các con có đủ quyền lực thì các con hãy thương cho những người cơ nhỡ, các con có đầy đủ phước lành thì các con thương cho những người đang thiếu kém. Sống trong cái dòng luân hồi này, các con chịu nghiệp chung, nhưng có đứa giàu, đứa nghèo, đứa khổ thì cũng trong cái khổ ải sanh tử mà luân hồi quả bao thôi các con. Cho nên các con một bầu sữa mẹ thì nay thôi gắng cùng nhau mà đắp xây cho vẹn tình thương của Phật màu. Giảng năm dài xuống trần các con đã cách mẹ xa cha, ấm lạnh các con chịu khi đau đớn giữa trần, các con cũng khổ ải triền miên. Cho nên thấm tình thiêng liêng bất tử, mẹ muốn rằng các con phải vững tâm vững tri, hay định soi sáng từ một cái lý chân chánh ở tâm hồn, không mới danh lợi, không xa vào nghiệp lực mà hư thân giữa tục trần. Hãy hỷ xả cùng nhau để dìu cho tất cả các anh em đạo lành tiến về bên mẹ, diêu trì địa mẫu đại từ tôn. Thiên đình mẫu hoàng trong ông, con thờ sớm chiều đạo đức, lo tu lập hành tam kỳ để trọn đời thoát chốn lâm ly. Tì cho con ơi ráng lo xong để hư không con trở về Tây, con mới gặp mẹ hiền. Mẹ đợi chờ con sớm chiều nơi cửa thanh, mong con nam nữ đắp bồi đặng trao dồi chân lý mẹ khuyên.
sống phải chịu ly sầu. Nay đến cùng tiên mẹ dạy đau màu, gồm các con cùng đạo tiên trở về nguồn cội, trở lại thiên đình để tận tình thoát nghiệp trầm khang. Đại hội long qua mẹ chỉ mong con vẹn sống tâm đạo, ngọc chỉ căn duyên chánh pháp mẹ truyền. Đức diêu trì mẹ đạo lành, soi đường thiếu đuốc vàng xanh, chỉ hướng cho con trở lại quê xưa, để con nam nữ đắc đạo lành sớm viên thành công quả nguyện ba. Lời của mẹ thiết tha đức từ thi tạo quá thiền, con hỡi con ơi mẹ đợi cũng rộng. Các con gắng lo đạo lòng dung bón, mời thắp thon cửa luân hồi, mẹ mong rằng con trở lại cung tiền. Cái tấm lòng của mẹ mãi mãi vì con, miễn cứu được chúng sanh trở về nơi ngọc cảnh. Dù lo lắng trăm phần, dù sương gió, mẹ cũng ra đi. Đây tìm lại cái năm ruộng mà ngày xưa con đã ra đi quên về vị cụ. Bởi nguồn chót đã hết rồi nên mẫu mới kêu rằng con hồi con ơi. Hướng mẹ nơi cõi ngọc đình chính phẩm, thì các con hãy gian trọn phần lấy chánh đạo là một con đường tối thượng tối cao. Lấy quyền môn xét soi cho tận từ chân lý nhiệm, diêu cung mẫu đợi sớm chiều, con nào thương mẹ mà dắt dìu lo tu. Đạo pháp căn xưa mẹ đã truyền trong ngàn năm cõi tù, nay nhắn nhủ linh bạc trong vạn ức chúng sanh. Nguyên chiều nay đã hết rồi con, gắng lo tròn tâm đạo,
một lòng, một dạ lạc trai, tìm một con đường trở về nơi chính phẩm. Đinh đinh giữa bể trầm, à, các con phải chịu bôn ba một mình. Nay thiên tình của mẹ đã gọi khắp bốn phương, đòn kêu thấm thẳm dân dương lòng sầu. Các con cố giữ đạo màu, điểm linh trên mẹ long lầu bán khai. Tam kỳ kêu gọi gai trai, con nào thương mẹ bồng lai mau về. Chữ tu sớm tối cận kề, làm sao cho trẻ mới trở về vị xưa. Dư trì kim mẫu đại từ tôn. Cuối lời chúc chúng cầu bổn pháp đạo đồng sớm trưa đường đáp. Mau mau trở lại quê nhà, nguồn cội nhiệm màu trên chính bệ long quê. Chúc đạo đồng bốn phương nghe lời kinh trên của mẹ ba, đặng quân ba bước xuống thiên thần. Kẻo ai ơi kẻo trễ trần thế, kẻo trễ chiến đỏ chiều, để khổ sầu kêu gọi trần gian. Giờ trên tâm linh cầu cho linh căn, ai ai cũng được chí nguyện tâm trọn đạo thiên định. Hãy gắng lo xong bổn phận của mình. Để cõi tiên cung mẹ khỏi buồn lo, bởi vì con khổ tục. Cầu cho đạo đồng sớm tối cùng chiều, dán phần mũi tương trưa, để cùng nhau trở về nơi tây cảnh. Thoát chốn trầm kha lì đổ trần miền, hãy gắng đi ai chọn lòng son chỉ nguyện kiếm truyền. Đại mẫu hoàng mẹ thương tình, tam kỳ xây chuyện cho con, đạo đức trần gian vẹn phần sắc son. Trên cung tiên con lại mẫu hoàng, mẹ chứng lòng cho Phật tử gần xa. Từ
về trên chính phẩm liên đài. Mẹ mẫu thiên liên con cầu trên mẹ chứng, xin mẹ độ đảo tràng cho xa gần sớm được bình an. Cuối lời chúc cầu đạo tràng bốn phương, Phật tử tâm linh cố nhịn nhường, một bước tiến thân về quê cũ, diêu điện ái chờ đặng long quê. Cuối lời xin chúc cầu cho tất cả Phật tử gần xa, nghe lời pháp nhiệm của Đức Mẫu Từ, trên quân ba giác ngộ tâm lành thấm đường. Cầu cho ai ai cũng được trí huệ sáng minh, đạo lành viên mãn, trọn phận trọn công trọn hiếu nghĩa, tâm linh chí cầu chí thần trên Đức Mẹ Mẫu Từ ban thai. Cũng cầu cho tất cả Phật tử cửu quyền thất tổ được siêu sanh về miền Tây Phương Cực Lạc, kẻ hiện tiền phước thọ tăng long, tâm linh sáu chữ lập công bồi đức, để cho phúc lành tam ơn sớm được viên mãn. Lại cầu trên Đức Mẫu Từ Tây Cành thiên liên, mẹ ban thai cho tất cả chúng con tại thế tục này an khương đạo pháp, trở về nơi cửa thánh quê xưa. Từ mẫu vô di nhờ mẹ đưa cho các linh tử bốn phương xuống đò đại đạo, kim giai hoàng mẫu địa mẫu diêu trì chúa muôn dân, đạo đức tâm linh đặng tinh thần, mẫu nghi thiên hạ nguyên ba cứu độ sanh chúng trở về nơi cảnh cũ diêu cung. Đức thánh mẫu từ tôn khai hoằng pháp đạo, đưa linh tử linh căn vạn ức quy hồi ngọc cảnh. Nam mô diêu trì địa mẫu đại từ tôn, nam mô diêu trì địa mẫu đại từ tôn. Cảm ứng chứng minh cho con trẻ A Di Đà Phật.